it fake. Chào mọi người, mình tên là Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thì ngày hôm nay thì Vân đang chuẩn bị vào quay game show kỳ tài thách đấu. Thì bây giờ thì đang trong cái lúc mà mình đang đợi máy rồi các anh chị, cho nên là cũng thấy khá là hồi hộp. Nhưng mà hôm nay là mình nghĩ là chắc chắn mình sẽ chơi hết mình. Sau khi mà đăng quay xong á, thì thời gian bây giờ thì Vân cũng đang tập trung để cho phim Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Thì thời gian này thì Vân dành thời gian để mà học tập, rèn luyện, rồi học catwalk, tiếng Anh, rồi học nhảy, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng mà mình cũng không quên là mình sẽ dành thời gian để tham gia những cái game show. Tại vì thật ra thì Vân rất là thích coi game show, cho nên là hôm nay khi mà Vân được mời đến với kỳ tài thách đấu thì mình cảm thấy rất rất là vui. Vân ngoài cái chuyện là mình học nhảy ra thì mình có học thêm boxing để mà giữ gìn sức khỏe, cũng như là tự có những cái kỹ năng phòng vệ cho bản thân mình. Thì mình thấy là khi mà mình học cái này thì mình cũng thấy rất là thích. Ôi mặt đầm hơi kỳ. Anh Giang, xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Trường Giang. Anh Trường Giang là Vân nghĩ chắc là anh cũng như là một người thầy của Vân. Tại vì tập trước thì Vân có tham gia một game show thì anh đã chỉ dẫn cho Vân rất là nhiều. Thì hôm nay dạ cảm ơn thầy. Gái mấy gái em biết hả? Gái đẹp toàn là yêu quái. No. Tin vô gái đẹp là giống như là tin là mặt trời có thể ở được. Em nghĩ sao về anh Trường Giang ạ? Anh Trường Giang so cool, dễ thương. Hơi khó tính nha, anh rất là nghiêm khắc, dạ là dễ thương. Nếu em thì em rất là quý anh. Em coi anh cũng nhiều game show đó hôm nay. Cảm ơn anh. Anh có điều muốn nói gì không? Trời ơi, đây làm không có làm MC được á. Trời ơi, là MC rồi mà. Sao tối đi thi quạo nữa không? Bây giờ có, em sắp phim thi đâu? Dạ chưa có công bố. Ý là thi ở đâu, nước nào? Dạ chưa có công bố quốc gia. Tháng mấy? Dạ thường thì rơi vào khoảng tháng 11, tháng 12. Biết hát không? Hát nghe bài chơi. Hát karaoke không? Hát karaoke chưa mở cửa. Hát câu nghe chơi. Giờ hát luôn ha. Hát đi. Người yêu ơi, dù gì cũng xa nhau rồi. Hay mà. Còn những đêm cô đơn giống vậy. Nhưng mà không hay, không hay. Hát hay đó nhưng mà không hay bằng Mỹ Tâm nha. Dạ đúng rồi, em thích chị Mỹ Tâm. Vậy hả? Cháo chú luôn á. Cháo chú luôn á. Hả? Dạ. Cháo. Dạ vậy em còn là chú. Dạ. Bớt lanh lại nha. Nói chứ hát cũng hay mà. Hát nhưng mà đâu đi theo ca hát đúng không? Dạ không. Thôi hoa hậu được rồi. Dạ, mới công bị la. Ai la? Dạ khán giả la. La gì? Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Dạ không, em cảm ơn anh nhiều lắm. Tại vì thực ra sau hội trường thì anh dạy em nhiều. Thôi bớt đi. Gái đẹp là nguy hiểm cho mọi người. Chỉ nói vậy thôi, không nói gì nữa. Tới thời điểm hiện tại thì tình yêu của Vân thì vẫn như vậy, vẫn chưa có gì thay đổi. Và Vân vẫn thế thì Vân vẫn ế. Chắc là do là Vân chưa gặp được một người mình cảm thấy phù hợp. Nhưng mà khi nào mà mình có một người phù hợp thì chắc chắn là mình sẽ công bố. Và mình rất là vui khi mà mình nói cho mọi người biết về tình yêu của mình. Vân thích một người hài hước nè, tình cảm và có trách nhiệm. Thì chắc chắn là đối với tất cả những người phụ nữ thì Vân nghĩ là khi mà mình có được, mình sở hữu được một người đàn ông trách nhiệm thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Nhưng mà thường thì thả thính thì mình sẽ nói sao ta? Thì em suy nghĩ hoài không luôn chị, lâu quá không yêu. Lâu quá không yêu cái quên luôn. Dạ hơi nguội lạnh, dạ cần ai đó sưởi ấm. Nếu như mà nói đúng thì Vân ghét sự giả dối. Mình thì mình tính Vân thì cũng khá là thẳng thắn, với lại mình cũng hơi thiệt lòng, nhưng mình hơi thẳng tính á, cho nên mà khi mà mình thấy có cái gì thì mình hay thành thật, mình hay nói thật lắm, cho nên mình sẽ cảm thấy rất là buồn và tổn thương nếu như mà mình bị lừa dối trong cuộc sống. Là Vân thích nhất là chắc là bình yên.
Và mọi người ơi, hãy đón theo dõi chương trình Kỳ Tài Thách Đấu vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Vân sẽ qua bên anh Trường Giang đây. Bye. Ngồi chỗ đi. Ngồi chỗ đi, đi hoài nó quay hoài đó. Ý mày cao mà đi hoài. Cao quá, quạo. Wow.